mẫu tủ áo không ạ? Vâng. Nội thất Phúc Thọ xin chào tất cả các bác nhé. Qua video hôm trước là bên em có đăng giới thiệu về cái tấm mô phỏng thiết kế 3D thì có nhận được rất là nhiều phản hồi từ các bác kiến trúc sư, các anh em tư vấn thiết kế thì có hỏi rất là nhiều, bởi vì hôm đấy thì em chỉ có áp dụng ở trên các cái hai tấm, một tấm là lavabo và một tấm là cái hình ảnh thiết kế của tủ bếp. Thì xin phép được trả lời bác có câu hỏi là có mẫu tủ áo không. Thì hiện tại nếu mà các tấm mô phỏng 3D mà bên em đã áp dụng cho khách hàng từ năm 2019 đến bây giờ thì có rất là nhiều mẫu, có không gian phòng thay đồ như này thì đương nhiên là có tủ áo ở phía bên trong rồi đó, không gian phòng bếp có rất là nhiều, không gian phòng bếp đẹp các bác nhé. Đó, không gian này là không gian phòng khách này. Đấy, tiếp theo nữa này, thêm một mẫu không gian phòng khách nữa này. Lại là không gian phòng ngủ này, làm việc các bác nhé. Đấy, và có rất 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 nhiều các mẫu mã khác các bác có thể là tham khảo cũng như là để tư vấn cho khách hàng. Thì bây giờ xin mời các bác sẽ theo chân em để chúng ta sẽ thử áp dụng ở trên các cái tấm khổ lớn hơn ở phía sau lưng em nhé. Đây toàn bộ là các cái khổ gỗ rất là lớn, các mẫu về acrylic bóng gương, về melamine, về laminate của An Cường. Xin mời tất cả mọi người. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một không gian phòng khách. Ta sẽ áp dụng trên cái màu là màu vàng BRC112 này, acrylic này. Đó, vẫn là acrylic này, rất đẹp. Đây, màu vân gỗ này, chúng ta có vân ngang, vân dọc. Đây, màu này thì quá là ấn tượng luôn. Ở phòng bếp này, đó, không gian phòng bếp cực kỳ là ấn tượng luôn các bác nhá. Đó, đấy, camera có thể quay vuông góc. Đấy, rất đẹp, rất nhiều mẫu luôn. Tiếp tục là trên acrylic bóng gương. Đây là màu đỏ này, màu trắng này, đó, màu ghi này. Đấy, phòng khách vân gỗ dọc này. Đấy, tiếp tục vân gỗ này cũng rất là ấn tượng này, màu này màu hơi thiên về cam hồng. Tiếp tục là một màu trắng acrylic BRC 100, sau này sẽ là BRC 106. Tiếp theo là một cái phòng thay đồ, nó có các cái tủ áo rất là đẹp, ấn tượng. Đây, những cái màu vân gỗ này thì toàn bộ đều là hot trend của năm 2023-2024, do đây là bộ sưu tập do An Cường cung cấp ạ. Đấy, ta có thể là nhìn nhá. Đây, sang cái màu xanh này, thực sự là rất là cá tính ạ. Tiếp tục chúng ta sẽ sang với cái bộ sưu tập tiếp theo, với một không gian phòng ngủ nữa nhá. Vân gỗ này. Đấy, tiếp này, vẫn là vân gỗ này. Đây, màu này là độc lạ dị này. Đó, vân giả bê tông rồi. Tiếp theo lại là vân gỗ này. Đấy, đặc biệt hơn nữa, rất là phù hợp trong cái không gian phòng ngủ và không gian phòng thay đồ, các cái vân vải. Ngoài việc là chúng ta làm các cái phần ở bên trong thùng tủ thì có thể là áp dụng ngay ra cánh tủ cũng được, hoặc là kết hợp cả trong thùng tủ, trong cánh tủ. Cuối cùng ở đây thì có một cái chiếc tủ giày. Đấy, ta sẽ áp dụng vào đây. Ở đây thì có rất là nhiều các giải pháp, các mẫu gỗ để chúng ta có thể áp dụng những cái màu sắc này, những tấm như này vào rất nhiều nhá. Ví dụ không gian phòng thay đồ này thì thực sự là quá đẹp và đẳng cấp đó. Thì nếu các bác áp dụng những cái tấm mô phỏng thiết kế 3D như này thì chắc chắn là sẽ giúp ích cho cái việc tư vấn và lựa chọn màu sắc của khách hàng rất là nhiều. Vâng, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video, và xin các bác một tim, một follow để ủng hộ Nội thất Phúc Thọ. Xin chào.